Khoảng 2 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 10, xe khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 14B-03657 đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thì bất ngờ xảy ra va chạm. Chiếc xe do tài xế Quách Đình Trọng, 57 tuổi, trú tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh điều khiển. Chiếc xe bị va chạm là xe đầu kéo biển 98C 01645 kéo theo rơ móc do anh NVT, 38 tuổi, trú tại Bắc Giang điều khiển, đang bị hỏng và đỗ cùng chiều phía trước. Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe đầu kéo mang biển số 77H04115, kéo theo rơ móc do tài xế Nguyễn Thành B, 27 tuổi, trú tại Bình Định điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách đang chở 16 người, gồm cả lái xe, Cú va chạm mạnh đã khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện, 11 người bị thương, xe khách 14B-03657 bị hư hỏng nặng. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông trên. Để đảm bảo việc hiện trường được bảo vệ, đồng thời không ảnh hưởng đến sự lưu thông của các phương tiện khác, Công an huyện Hữu Lũng đã điều phối giao thông, hướng các xe đi sang đường tỉnh 243 và cao tốc. Công tác khám nghiệm đưa các thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường hoàn tất vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với tài xế Quách Đình Trọng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cô dốc, trời tối, tầm nhìn hạn chế, xe ô tô biển số 14B03657 còn hạn kiểm định nhưng lái xe đã ngắt kết nối. Tại cơ quan điều tra, tài xế Quách Đình Trọng khẳng định thời điểm xảy ra tai nạn không hề buồn ngủ bởi xe vừa xuất phát đi được 5 phút, ông hoàn toàn tỉnh táo khi lái xe và không sử dụng chất ma túy. Điều này cũng được Thượng tá Nguyễn Đại Thắng xác nhận sau kết quả xét nghiệm tài xế. Theo lời kể của tài xế này, ngày 30 tháng 10, đoàn khách từ thành phố Hạ Long thuê xe để đi lễ tại đền Châu Lục. Đến hơn 2 giờ sáng ngày 31 tháng 10, mọi người trong đoàn làm lễ xong thì lên xe để về Quảng Ninh. Đi được khoảng 10 phút trên quốc lộ 1A đến địa phận thôn rừng cấm, trầm non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng thì thấy một cành cây để dưới lòng đường làm vật cản. Cành cây được đặt cách đuôi xe container đang đỗ khoảng 16 mét. Thấy vật cản, tài xế trọng đánh lái để tránh, nhưng làn đường đối diện có xe container đang đi tới theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá nhanh khiến xe khách va chạm vào xe container đang đỗ ven đường rồi va chạm tiếp vào xe container đi chiều ngược lại. Ghi nhận danh sách nạn nhân tử vong gồm Cao Văn Toàn, sinh năm 1992, chú Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Ngô Thị Nga, sinh năm 1971, Bùi Thị Thủy, sinh năm 1970, Trần Thị Thanh, sinh năm 1952, Bùi Đức Thuận, sinh năm 1980. Các nạn nhân bị thương gồm

Theo chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng, hiện các nạn nhân bị thương đã ổn định sức khỏe, một số nạn nhân đã được người thân đón về nhà. Có hai nạn nhân nặng nhất bị gãy nhiều đoạn xương sườn, xương chọc vào phổi đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức Hà Nội, còn một nạn nhân bị rách mặt, vỡ xương chậu và gãy chân đã được phẫu thuật tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng bùi quốc Khánh cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng trên một gia đình nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng trên một nạn nhân bị thương. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, trong đó cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc có hay không hành vi gây cản trở giao thông của tài xế điều khiển xe đầu kéo vận chuyển xi măng bị hỏng xe dừng đỗ phương tiện trên đường. Thượng tá Nguyễn Đại Thắng cho biết, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 98C01645 bị hỏng một bộ phận khiến xe chết cứng, không thể di chuyển. Tài xế của chiếc xe này, anh Nguyễn Văn Tuân, 48 tuổi, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, khai khi đó có bật đèn khẩn cấp, đồng thời cũng chặt nhiều cành cây đặt ở phía đuôi rơ móc để báo hiệu. Về vấn đề đăng kiểm, các xe va chạm trong vụ tai nạn đều còn hạn đăng kiểm. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe khách 14B03657 là của Công ty Cổ cô phần Thương mại Dịch vụ Xuân Lộc QN tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có hạn kiểm định hết ngày 28 tháng 8 năm 2024. Xe đầu kéo 98C 01645V thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ và CTH Thái Dương tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, hạn kiểm định đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2023. Romox chở Container 98R-01397 có hạn kiểm định đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2024. Xe đầu kéo 77H-04115 có hạn kiểm định đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2024. Semi Romox chở Container 77R-04608 có hạn kiểm định đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2024. Hiện, xe ô tô 16 chỗ và xe đầu kéo bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Hiện trạng chiếc xe khách hiện tại đã bị xé toạc toàn bộ phần thân bên phải, đầu xe bẹp rúm, nhiều linh kiện bên trong rời vãi ra ngoài. Trong khi đó, xe đầu kéo gần như nguyên vẹn, chỉ bị xước, móp ở góc bên trái phía đuôi rơ móc, ở điểm tác động với ô tô khách và hư hỏng đèn hậu. Cũng trong ngày hôm nay, dạng sáng ngày 1 tháng 11 tại Quảng Bình, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chiếc ô tô hiệu Mercedes chở 6 người sau khi đâm vào bùng binh đã lật nhiều vòng rồi bốc cháy dữ dội. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 1 tháng 11 trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ô tô Mercedes biển kiểm soát 73 a 25 xx chưa rõ danh tính tài xế, đang di chuyển, đã tông vào bùng binh gần cầu Nhật Lệ, ngay ngã tư trung tâm thành phố Đồng Hới, Người dân qua đường đã nhanh chóng đến ứng cứu, đưa 6 người trong xe ra ngoài trước khi ngọn lửa bốc lên dữ dội. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động lực lượng và phương tiện nhanh chóng đến hiện trường. Sau 20 phút, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên chiếc xe đã cháy chưa khung. Tại hiện trường, những người được cứu ra khỏi xe nằm la liệt khắp nơi, sau đó đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Theo thông tin ban đầu, thời điểm gặp tai nạn, trên xe có 6 người và may mắn vẫn bảo toàn được tính mạng nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ